Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 31: Kiếm hội Trung Nguyên 02. Núi Hảo Vân, sương mù giăng mờ mịt, kiếm hội Trung Nguyên mà người luyện kiếm trong thiên hạ đem lòng ngưỡng mộ nằm ở nơi này. Núi không cốt phải cao, có tiền ắt nên danh, trong núi Hảo Vân có một khoảng sân gạch xanh mói xám, chính là thiện phong đường lừng danh thiên hạ của kiếm hội. Những mảnh ngói đậm màu nằm trên mái thiện phong đường đều là vỏ kiếm lưỡi kiếm đã gãy, mỗi thanh kiếm gãy đều mang theo một câu chuyện cảm động lòng người. Hai cỗ xe ngựa từ từ chạy đến trước cửa thiện phong đường, ở đó có hai người đứng đón sẵn, một người áo tím đeo kiếm, một người áo xám tay không. Dư phụ nhân leo từ xe ngựa xuống trước, chắp tay chào, thiệu tiên sinh, mạnh đại hiệp. Người áo tím đeo kiếm là thiệu diên bình, người áo xám là mạnh quân tử mạnh khinh lôi. Thiệu diên bình hớn hở nhìn cỗ xe ngựa, lần trước ở Bích Lạc Cung trên Thanh Sơn Nhai, hắn đã bị huyền úc nguyệt đán và đường lệ từ âm thầm chơi cho một vố. Sai Bích liên y giả làm đường lệ từ, nên lần này hắn nhất định phải ngắm cho rõ vị đường công tử có nhiều luồng dư luận trái chiều này rốt cuộc trông như thế nào. Xe ngựa ức lư, tâm tư thiệu diên bình khẽ động, cao thủ thượng đẳng hành động còn chẳng làm lay động lá cây, sao xe ngựa lại lay động. Nỗi nghi ngờ vừa dâng lên chưa được giải đáp thì đã thấy một người bước xuống từ xe ngựa. Người này mặc một bộ áo màu xám nhạt, dây vải xám cho dùng kim mảnh theo hình mây tinh tế, giày mây tao nhã vô cùng nhưng quần áo lại hết sức đơn giản mộc mạc, mái tóc bạch kim trên đầu rực rỡ sáng chói. Y quay đầu lại, mi mục như vẽ, quả là một vị công tử phong độ người người giữa dòng đời hỗn loạn. Thiệu Diên Bình quan sát người vừa tới, trong tấm tắc khen là kỳ lạ, màu tóc bạch kim chưa từng gặp trước đây thì cũng thôi, nhưng vết sẹo trên lông mày bên trái của người này chắc chắn không phải sinh ra đã đứt đoạn, mà là vết đao. Hơn nữa thanh đao kia tuy hắn chưa từng gặp, nhưng lại rất nổi danh. Vết đao này hơi cong lên về hai đầu, giống như hai cánh hoa mai, chính là thanh đao ngự mai của ngự mai chủ. Cái người tên ngự mai chủ này đã là truyền thuyết từ 30 năm trước. Giang hồ đồn rằng người này thanh lãnh như băng tuyết, lưỡi đao chém kẻ ác đều là một đao mất mạng, xuất hiện trên giang hồ vẹn vẹn mấy lần, cứu mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng trong giang hồ. 30 năm trước, trong một lần tổ chức kiếm hội Trung Nguyên, ngự mai chủ đã từng dùng một đao đánh bại tất cả anh hùng, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ là nhân vật đệ nhất võ lâm lúc bấy giờ. Có điều thời thế xoay vần, người này đã lâu không còn xuất hiện trên giang hồ, bây giờ người biết đến Ngự Mai chủ trong võ lâm chỉ e không nhiều lắm. Thiệu Diên bình phấn khởi vô cùng, vết đao Ngự Mai xuất hiện phía trên lông mày trái của Đường Lệ Từ, điều này cho thấy y đúng là quý hiếm muôn phần, là bảo bối ngàn đời khó gặp, trên thế gian không còn ai kỳ lạ hơn y. Theo sau Đường Lệ Từ, Ba người còn lại cũng xuống xe, chậm rãi bước tới, một trong số đó có ngoại hình khác thường, bế một đứa trẻ trong lòng, làm người ta phải chú ý. "Đường công tử, Mạnh Khinh Lôi hớn hở chào, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Hắn từng gặp Đường Lệ từ một lần ở phủ quốc trưởng trong kinh thành, ấn tượng với người này vẫn rất tốt, cũng biết người bế đứa trẻ kia là Chỉ Vân. Sóng mắt Đường Lệ từ khẽ lay động, y liếc nhìn Mạnh Khinh Lôi rồi khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp Y bước đi vô cùng bình tĩnh Không động chân khí Thiệu Diên Bình và Mạnh Kinh Lôi Không thể nhìn thấu công lực của Y Đường lệ từ khẽ gật đầu với Thiệu Diên Bình Ngưỡng mộ Thiệu Đại Hiệp đã lâu Nào có nào có Đường công tử mới khiến cho Thiệu mộ ngưỡng mộ đã lâu Thiệu Diên Bình cười ha ha Sau đó thở dài Kiếm hội từ trên xuống dưới Đều đang mong chờ đường công tử hạ cố đến thăm Hôm qua Phong Lưu Điềm huy động lực lượng diệt trường Phong Môn, chúng ta đến chậm một bước, tuy cứu được hơn 10 người bị thương nhưng không cứu vãn nổi họa diệt môn của họ, cũng không biết trường Phong Môn rốt cuộc đã đắc tội Phong Lưu Điềm ở điểm nào. Đường công tử tài trí tuyệt luân, vừa hay giúp chúng ta gỡ bỏ nghi vấn. Vậy, không mời ta uống trà à? Đường lệ từ duỗi ống tay áo, khẽ mỉm cười. Tiện thể cho ta ngắm thử xem Thiện Phong Đường nổi danh thiên hạ rốt cuộc trông như thế nào. Ha ha, Đường công tử có nhã ý, mời đi bên này." Thiệu Diên Bình đi trước dẫn đường, bước vào bên trong cánh cửa. Thiện Phong Đường nằm ở nơi sương mù dày đặc nhất, ngoài cửa sổ liên tục có sương trắng phất phơ bay vào, giống như tiên cảnh, nhưng hơi nước quá nồng cũng khiến cho từng hơi thở trở nên nặng nề ngột ngạt. Trong sảnh có thể nói là trang trí hoa lệ, sạch sẽ gọn gàng các loài hoa cỏ độc đáo được trồng nơi đây chìm trong sương mờ, sương ngưng tụ trên cành lá thành giọt, màu sắc tươi đẹp. Bước vào phòng khách có thể thấy hơn 10 vị khác nhau từ hình dáng đến y phục đang ngồi giải rác trong sành. Nhìn mấy người đi vào, có người lạnh lùng liếc mắt, có người đứng lên đón chào. Trong đó có một vị mặc áo đen đeo kiếm đen, sắc mặt kỳ quái, chính là xương kiếm thê hàn thành ôn bào. Đường lệ từ nhìn từng vị một ánh mắt của mọi người đa phần không dừng lại trên người y, mà là mang theo chốt kinh ngạc hoặc khinh bỉ nhìn thầm lang hồn, vì đối với bạch đạo giang hồ thì sát thủ của chu lộ lâu dù sao cũng là kẻ ác máu tanh đầy người. Thẩm lang hồn mặt vẫn không đổi sắc, chỉ hờ hững đứng sau lưng đường lệ từ. Đường lệ từ khẽ phất tay áo, tiến một bước vào phòng khách, nhẹ nhàng chắp tay nghiêng người, phong thái vô cùng kiêu ngạo mà lời lẽ lại rất ôn hòa đường lệ từ xin ra mắt các vị tiền bối cao nhân đường lệ từ ngưỡng mộ kiếm thuật võ công tài năng đức độ của các vị đã lâu hôm nay được gặp quả là vinh hạnh vô cùng cách cư xử của y rất khéo léo dùng phong thái đứng từ trên cao nhìn xuống để nói ra những lời khiêm tốn hòa nhã nhưng vẫn không có vẻ gì là giả dối mọi người nghe y nói vậy đều cảm thấy kinh ngạc nhưng không hề bực tức mơ hồ có cảm giác giá trị của mình được nâng cao dù sao được đường lệ từ khen cũng oai hơn được người khác khen. Thành ôn bảo chậm rãi hỏi, đến kiếm hội rồi, người định làm gì? Cha tìm kẻ thật sự đứng sau giật dây phong lưu điểm và quy luật tấn công của nó, cứ điểm mới xây bây giờ ở đâu và tung tích của liễu nhãn. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên, liễu nhãn là chủ nhân phong lưu điểm trên danh nghĩa, nhưng ta nghĩ còn có kẻ khác thật sự đứng sau giật dây hơn nữa có một nhóm hồng y dịch sư khác trong phong lưu điểm vẫn chưa xuất hiện còn vô vàn nghi hoặc phải đợi sau này giải đáp muốn trừ mối hoặc phong lưu điểm nhất định phải mượn lực của kiếm hội ha 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 kiếm hội cũng nhất định phải mượn lực của đường công tử chứ ta giới thiệu với đường công tử vị này là ánh mắt thiệu diên bình vẫn không rời khỏi vết sẹo phía trên lông mày trái của đường lệ từ hắn chỉ một người đứng cạnh thành ôn bào mà nói vân hải đông lăng Vân Hải Đông Lăng tưởng tiên sinh đường lệ từ mỉm cười nhìn sang người bên cạnh, còn vị này là cửu truyền thần tiễn Thượng Quan Phi. Tưởng Văn Bác và Thượng Quan Phi đều ngẩn ra, hai người đã thoái ẩn nhiều năm, làm sao đường lệ từ vẫn nhận ra được. Ánh mắt y xoay chuyển, gọi tên chào hỏi từng người đang ngồi, thì thoảng buông đôi ba lời khen đã khiến cho mọi người cảm thấy y hiểu biết tường tận về câu chuyện đời mình, chứ không phải chỉ thuận mồm nịnh nọt. Thiệu Diên Bình bật cười ha hà, trong sảnh đã mở tiệc, các vị lặn lội đường xa đến đây, mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, mời các vị ăn uống no nê rồi hãy trò chuyện. Mời đi bên này, bên này, đường lệ từ khẽ mỉm cười, đưa tay mời khách, mọi người cũng vui vẻ đứng lên cùng vào dự tiệc. Chỉ vân lạnh lùng đứng một bên, mạnh khinh lôi cười ha hà kêu hắn lại. Nhờ nữ tỳ trong thiện phong đường trông phụng phụng giúp rồi cùng đi về hướng lưu phương đường. Thẩm lang hồn nhoáng cây đã mất tâm mất tích ngay trước khi Thiệu Diên Bình mở miệng gọi. Dư phụ nhân không ngờ thẩm lang hồn nháy mắt đã bỏ đi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đi theo mạnh khinh lôi bước vào yến tiệc. Trong bữa tiệc, chỉ vân cầm đũa nhồm nhòm ăn uống, ngạo mạn không để ai vào mắt. Thiệu Diên Bình nhiệt tình đến mời rượu, hắn cạn chén không từ chối ai hết. Ngồi trong đây toàn là tiền bối, thành ôn bào trẻ tuổi nhất cũng hơn hắn đến 10 tuổi. Nhưng hắn cũng chẳng coi ra gì. Thiên Thượng Vân danh tiếng vang rồi, ai cũng biết tính hắn như vậy rồi nên cũng chẳng trách tội. Mọi người hầu như chỉ quan tâm đến Đường Lệ Từ. Tay trái Đường Lệ Từ cầm đũa, động tác gắp thức ăn thong thả ưu nhã, hoàn toàn không giống hạng người tầm thường trong võ lâm. Ánh mắt Thiệu Diên bình sắc bén cỡ nào, hắn ngồi cạnh Đường Lệ Từ, nhìn ra trên tay trái y có chừng 10 vết thương cực nhỏ, chính là vết răng rắn trong lòng hết sức hiếu kỳ vì sao y lại bị rắn cắn. Dám hỏi vết thương trên tay đường công tử do rắn cạp nia cắn phải không? Một ông lão dâu rậm ngồi đối diện đột nhiên hỏi, hơn nữa rắn này có 13 khoanh trắng, chính là giống độc nhất trong các loài rắn cạp nia. Chỉ vân nghe vậy thì hư khẽ, đường lệ từ chỉ mỉm cười, đưa tay phải ra vén ống tay áo lên. Mọi người thấy trên tay y loang lổ vết thương, tay phải còn nặng hơn tay trái, không khỏi hoảng sợ tái mặt. Tưởng văn bác thất thanh hỏi, đây là gì? Đường công tử bị chừng ấy con rắn cạp nia 13 khoanh cắn, thế mà vết thương lại không chuyển thành màu đen, xem ra trong người đã có sẵn khả năng kháng độc rồi. Ông lão dâu rộng nói, chẳng qua cạp nia không phải loài rắn ưa sống thành đàn, chuyện này xem ra không phải là tai vạ bất ngờ. Đường lệ từ nhìn đăm đăm vết thương trên hai tay, một lúc sau mới trả lời bên trong xào huyệt cũ của phong lưu điểm có tổng cộng 133 chỗ đặt cơ quan. Y thông thả kể tường tận về kết cấu, bố cục, cơ quan, phương vị của phiêu linh mi huyền, mọi người chăm chú lắng nghe, mỗi người đều thu được thứ mình cần. Chỉ vân lạnh lùng nhìn sang, đường lệ từ nói năng lưu loát, thần thái ung dung, bây giờ không thể nhìn ra người này mới hôm qua vẫn còn nổi điên. Chuyện xảy ra ở bồ đề cốc hôm ấy vẫn còn rành rành trước mắt, Y thật sự có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh kia để trở lại bình thường sao? Bằng sự hiểu biết của hắn về đường lệ từ, hồ ly tóc trắng họ Đường này tuyệt đối chưa thể thoát ra, y căn bản không phải người có thể dễ dàng thoát ra được. Hôm đó trong Bồ đề cốc, ngồi mộ thứ 17, mộ Phương Chu, thứ đất sét đắp mộ màu trắng quả nhiên vững chắc, như trong lời đồn, Đường lệ từ bị bỏng toàn thân, hai tay máu tươi đầm đìa, cơ thể tán công nếu chỉ dùng hai tay thì không thể đào được môi mộ cứng như sắt này Thẩm lang hồn ra tay giúp đỡ Chỉ vân rút đao chém Cả ba người hợp lực đào suốt nửa canh giờ mới đào được một lỗ hổng trên mộ phương chu Trong lỗ hổng kia đặt một cỗ quan tài Nhưng không phải quan tài băng Chuyên BX đó chỉ là quan tài làm từ chất gỗ tầm thường mỏng dính Ván gỗ đã vỡ Ánh nắng hắt vào trong mổ Một thứ mùi kỳ lạ sộc ra Đường lệ từ nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài gỗ mỏng manh trong mổ. Trên nắp quan tài có một miếng vỡ toang hoác giống như có ai đó dùng tay đâm xuyên qua nắp quan tài. Chính vì đó là một miếng vỡ rất lớn nên ánh nắng cũng chiếu vào bên trong. Ai cũng thấy rõ ràng, trong quan tài kia có người. Một người tóc tay rối bù, trên lỗ âm ngực có một vết thương, đúng là không còn tim. Người này hẳn là Phương Chu rồi. Đường lệ từ loạn choạng đứng dậy, bồi nhào vào lỗ hổng trên ngôi mộ kia thẩm lang hồn và chỉ vân nhìn thi thể bên trong chỉ cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh a à, một tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên tưởng như khóc ra máu hai tay đường lệ từ nắm chặt bia đá trước mộ ra sức lay nó đụng cả đầu vào một tiếng bịch hai tiếng bịch máu đã nhuộm loang lổ trên mộ bia chỉ vân đưa tay ra kéo y về hít một hơi lạnh lẽo thi thể trong mộ kia Phương Chu nằm trong mổ, là một thi thể chân đứt tay đứt đầu đứt, bị kẻ nào đó dùng kiếm băm ra làm mười mấy mảnh. Thứ giỏi bỏ kỳ quặc trong mộ đang lúc nhúc bò trên thi thể, thi thể thối giữa tỏa ra một mùi vô cùng khó ngửi. Đây chính là kết quả mà đường lệ từ vượt ngàn giảm hiểm nguy, chịu đựng đau độc, rắn cắn, lửa đốt, nỗi đau tán công để mong đổi lại sao. Chính là dự tính ban đầu mà ba năm trước y đã lấy tính mạng bản thân ra đánh cược hết lòng tin tưởng sức người có thể cứu vãn mọi chuyện sao là mục đích của y khi chôn tim phương chu vào bụng chịu đựng nỗi đau của hai trái tim sao dù sao đi nữa cũng phải cứu hắn cho rằng mình nhất định sẽ cứu được hắn không hề do dự không chút nghi ngờ cho rằng bản thân chắc chắn sẽ xoay chuyển được quá khứ cho rằng mình chưa bao giờ thất bại tin tưởng cuộc đời chưa từng có hai chữ tuyệt vọng nhưng thật ra tất cả chỉ là giấc mộng của y từ ba năm trước thôi sao Thật ra mọi thứ đã được định đoạt từ ba năm trước, vào cái ngày Phương Chu chết đi. Thật ra mọi chuyện chẳng thay đổi chút nào, tất cả chỉ là ảo tưởng từ một phía của y, y mù quáng làm ra đủ chuyện hoang đường, chẳng qua vì y cứ ngỡ mình có thể cứu vãn được gì đó, nhưng thật ra đã đánh mất tất cả từ lâu lắm rồi. Phương Chu bị bầm thây thối giữa còn có thể sống lại sao? Đây chỉ là một câu chuyện cười, mà đường lệ từ vì câu chuyện cười này đã đánh đổi bằng tất cả những gì y có. Ha ha ha, đường lệ từ ngã bệt xuống đất, đưa một tay ra chống đỡ bản thân, mái tóc bạch kim rủ xuống đất, không biết đang khóc hay đang cười. Một lúc lâu sau, y mới nói ra một câu khiến chỉ vân vẫn nhớ như in đến giờ, ta tin không phải ai nhãn chém, hắn, chắc chắn hắn không biết. Chỉ vân nói chuyện lúc nào cũng chướng tai, nhưng hắn cảm thấy câu mình nói ra khi đó mới là kinh khủng nhất hắn nhớ mình đã nói, không phải hắn thì là ai. Rõ ràng hắn biết ngươi sẽ tìm đến đây nên mới cố tình băm nát người kia ra, chính là để thấy dáng vẻ ngươi lúc này. Thẩm lang hồn khi đó cũng nói năng khó nghe đến cùng cực, hắn nói, buông tay thôi, trong lòng cứ ôm ấp ảo tưởng với kẻ địch như thế chính là tự hại chết mình. Ta tin mạng của đường lệ từ ngươi đáng giá hơn liễu nhãn rất nhiều. Nhưng đường lệ từ vẫn lầm bẩm ta tin nhất định không phải ai nhãn chém, hắn nhất định không biết nhất định không biết nhất định không biết, hắn sẽ không dùng loại quan tài này chôn cất Phương Chu, hắn sẽ không đối xử với Phương Chu như thế, không đâu không đâu không đâu, nhất định có kẻ khác, có kẻ khác muốn hại hắn hại cả ta, ta tin hắn nhất định không làm thế, nhất định không biết, hắn sẽ không đối xử với ta như vậy, sẽ không đối xử với ta như vậy. Đây chính là chuyện xảy ra ở Bồ Đề Cốc. Có lẽ chi nhớ của hắn đã rơi dụng đi rất nhiều chi tiết nhỏ dù sao xưa nay hắn cũng không phải người để ý tiểu tiết nhưng dáng vẻ đường lệ từ ngày ấy đủ khiến hắn cả đời không quên tình cảm của một người rốt cuộc có thể điên cuồng đến mức nào có những người cả đời không vướng bận chẳng có bao nhiêu chuyện khiến họ cảm động có người lại đa sầu đa cảm dễ dàng rơi nước mắt vì rất nhiều chuyện còn có người tình cảm giống như núi băng biển lửa lúc bạc bẽo thì bạc hơn bất cứ ai khi hờ hững thì hờ hững chẳng ai bằng mà lúc cuồng nhiệt lại có thể cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, đam mê cháy bỏng đến nỗi có thể thiêu cháy chính bản thân mình. Cuồng nhiệt bởi vì y không có, y thiếu hụt, cho nên những thứ ít ỏi y có được thì nhất định phải nắm lấy, cho nên tuyệt đối không thể buông tay. Hắn nhớ y từng nói, ta có rất ít bạn, thế rồi hắn hỏi, chẳng lẽ họ thầm kia với lão tử không tính là bạn ngươi à? Y đáp, không tính, các ngươi đều không hiểu ta đang nghĩ gì, phải không? đối với đường lệ từ, rốt cuộc thế nào mới gọi là bạn? Trong bữa tiệc, chỉ vân vùi đầu cắm cúi ăn, hắn thừa nhận cho đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi trong lòng đường lệ từ đang nghĩ gì. Nhưng đối với chỉ vân, chuyện này chưa bao giờ cản trở hắn coi hồ ly tóc trắng họ đường là bạn. Những người uống rượu ăn nhậu với nhau, giết người cướp của với nhau thì chính là bạn bè. Trên bàn tiệc, đường lệ từ gắng gượng kể hết về cách bài trí bên trong phong lưu điềm, Y tuyệt nhiên không nhắc đến cây châm lấy mạng của Trung Xuân Kế và thi thể Phương Chu. Tưởng Văn Bác nói, trong phong lưu Điềm nhất định có người học được cách chế tạo cơ quan của phá thành quái khách, hoặc phá thành quái khách chính là một thành viên của phong lưu điểm. Nhưng 20 năm trước ta từng gặp hắn nhiều lần, cũng không phải hạng người gian tà. Nhiều năm nay không chạm mặt hắn trên giang hồ, chỉ e hắn không bị ai giam giữ thì cũng đã qua đời. Ông lão dâu rậm chính là xà tôn bồ quỷ thánh tiếp lời hắn, có thể chôn thuốc nổ trong bụng rắn cạp nia, thì kỹ thuật dùng độc dược phải vô cùng cao tay. Trong võ lâm bây giờ chỉ những người có y thuật và độc thuật siêu phàm như Hắc Ngọc Vương, Minh Nguyệt Kim Y, Hoàng Lương bà mới làm được như thế. Đường lệ từ năm một ly lên kính ông ta rồi cười cười, các vị kiến thức sâu rộng, đường mẫu đã được mở mang tầm mắt. Chỉ một câu nịnh nọt nhẹ nhàng đã làm Tưởng Văn Bác và Bồ Quỷ Thánh nở mày nở mặt, thấy y uống rượu vội vàng khuyên can, "Đường công tử mang thương tích trong người, vẫn nên uống ít thôi." Bồ Quỷ Thánh đưa tay ra ngăn cản, một đòn chỉ phong của ông ta nhắm vào cổ tay Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ khẽ rời ngón tay, ngón tay Bồ Quỷ Thánh đâm ra rơi vào khoảng không, trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Đường Lệ Từ nâng chén lên uống cạn một hơi rồi chậm chậm đặt xuống khẽ mỉm cười trong lòng Thiệu Diên bình thầm khen quả là thủ pháp giỏi năm món tay vừa xoay vừa xòe đã nhẹ nhàng né được chỉ phong của bồ quỷ thánh không để lại chút dấu vết nào chỉ tiếc y vẫn không dùng đến chân khí nên không thể nhìn ra tu vi của y cao đến đâu công phu tốt trên bàn tiệc có mấy người khen ngợi uống xong chén rượu này mọi người đều nảy sinh thiện cảm với Đường Lệ Tư mâm tiệc cũng bàn luận ngày càng thẳng thắn phóng khoáng chỉ vân lạnh lùng uống rượu thủ đoạn lung lạc lòng người của hồ ly tóc trắng vẫn luôn cao tay như vậy dù có là ai chỉ cần y muốn lung lạc thì chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay y liếc mắt sang bên cạnh hắn thấy dư phụ nhân cầm đũa lẳng lặng ngồi nghe rồi lẳng lặng uống rượu cả bữa tiệc tràn đầy những lời cười đùa tán dương hình như không lọt vào tay hắn hắn cứ lẻ loi một mình chẳng biết đang nghĩ gì khi người này không cười trông cũng hơi quen quen trong lòng chỉ vân nảy ra một tia kinh ngạc, nhưng trời ban cho hắn bộ não cá vàng, rốt cuộc giống ai thì không nhớ ra nổi. Một tỷ nữ nhẹ nhàng bước ra, nói nhỏ mấy câu vào tay Thiệu Diên Bình. Thiệu Diên Bình vẫy tay ra hiệu cho nàng lui ra, quay sang nói với đường lệ từ, kiếm hội có một vị khách quý, tối nay muốn nói chuyện với đường công tử, không biết đường công tử có bằng lòng gặp mặt nàng ta. Đường lệ từ khẽ cười, nếu đã là khách quý của kiếm hội thì làm sao từ chối không gặp được chứ? Thiệu Diên bình cười ha hả quay ra nói với mọi người, thân phận vị khách quý này hơi đặc biệt, thứ cho ta không thể nói rõ, mong các vị thư lỗi. Người ngồi trên bàn tiệc thi nhau gật đầu, tiếng cười nói lại rộn ràng như cũ. Lòng tin với việc tiêu diệt phong lưu điểm tăng lên ảo ảo, rất nhiều kế hoạch được mọi người trao đổi cặn kẽ với nhau. chương 32, Chuyện đêm khuya không một bữa tiệc đã tàn, Thiệu Diên Bình mời đường lệ từ sang phòng bên gặp khách. Chỉ Vân muốn chạy theo hóng hớt nhưng lại bị lịch sự mời ở lại, hắn đành bực tức về phòng nằm vật ra ngủ. Các vị nguyên lão giang hồ hàn huyên xong thì giải tán, có người mượn trăng thanh gió mát ra sau núi thả câu, có người lại về phòng luyện công điều tức, người khác nhau nên tác phong hành xử cũng hoàn toàn không giống. Trong gian phòng bên cạnh thắp một mọn đèn, đèn không chói cũng chẳng mờ, vừa đủ ánh sáng khi đường lệ từ đầy cửa bước vào đã thấy một cô gái áo xanh ngồi bên ngọn đèn đang cầm kim tỉ mỉ theo hình đứa bé lên một chiếc yếm như ý thấy y bước vào thì ngừng đầu lên khẽ cười y cứ cư ngỡ dù gặp ai cũng không có gì đáng kinh ngạc nhưng lần này y thật sự ngạc nhiên a à, thủy cô nương thiệu diên bình cười nói xem ra hai vị đúng là người quen cũ a à, thủy cô nương đến đây không dễ dàng gì tại hạ xin cáo từ trước hắn đóng cửa phòng nhìn ý cười trên mặt hắn chắc lại cho rằng đường lệ từ trẻ tuổi thanh tú tối nay lại có thêm một câu chuyện tình uyên ương nữa rồi a à thủy cất chiếc túi thêu như ý vào ngực áo đứng lên chào đường công tử đường lệ từ vịn tay lên chiếc ghế gỗ đàn bên cạnh mà ngồi xuống khụ khụ y thấp giọng ho khan từ từ hít thở đến khi hơi thở đã ổn định mới hỏi sao cô lại đến đây a à thủy đưa tên ra đỡ ngồi xuống trước mặt y, ngươi bị thương à? Đường lệ từ khẽ cười, không sao đâu, cô mạo hiểm đến đây ắt là có việc quan trọng. Sắc mặt y không tốt, sau bữa tiệc, gương mặt đã nhuốm hơi men, giữa chán lộ ra nét mệt mỏi đau đớn. Sắc mặt y ửng đỏ trông hơi ốm yếu, nhưng màu đỏ đẹp đẽ này dưới ánh đèn lại toát ra một thứ tư vị câu hồn đoạt phách. Vị trí của phong liêu điểm bây giờ nằm ngay trong rừng tị phong, cách núi Hảo Vân không xa. A Thủy lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn, đặt vào tay đường lệ từ tối nay hắn đưa ta ra ngoài, đến vãn phong đường uống rượu, sau đó hắn uống say, giờ chẳng biết đi đâu rồi. Nàng chăm chú nhìn sắc mặt đường lệ từ, cho nên ta tới đây. Cô đến đây, vì muốn thăm phụng phụng, hay là muốn gặp ta? Đường lệ từ dịu dàng hỏi, chuyện y hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập với những gì A Thùy nói. Trong hơi thở của y vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, dưới ánh đèn làm cho người ta muốn say theo nàng khẽ thở dài ta rất muốn thăm phụng phụng nhưng cũng muốn gặp ngươi nàng không nhìn mặt đường lệ từ mà chỉ nhìn xuống món tay mình món tay kia trắng nõn mềm mại dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp mắt ta nghe nói ngươi thoáng khượng lại gần đây không ổn lắm xưa nay ta chưa từng ổn đường lệ từ dịu dàng nói từ khi sinh ra đến giờ ta chưa bao giờ ổn cả vậy thì có sao Nàng không ngờ y lại nói ra câu này, thoáng ngẩn ngơ, "Tâm trạng ngươi không tốt sao?" Sóng mắt đường lệ từ khẽ lay động, ánh mắt hơi ngước nhìn lên, lông mi nhướng cao, lặng lẽ nhìn nàng rồi dịu dàng mỉm cười, cười vô cùng phóng túng, "Tâm trạng ta xưa nay vẫn không tốt, cô không biết à?" Nàng nhìn đăm đăm vào mắt y mà không tiếp lời, dưới ánh đèn nhu hòa, nàng yên lặng đợi y nói gì đó, hoặc không nói gì nàng không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, trong mắt nàng sáng ngời lên một tia chuyên chú. Mang trong mình trái tim bình thản thông tuệ, có lẽ chính cô gái này đang nắm giữ bảo vật giúp nàng dẫm lên gai nhọn mà đi. Nhưng y không nói tiếp, mà từ từ vươn tay ra chạm nhẹ lên chán nàng, che đi đôi mắt nàng, từ từ vuốt xuống, còn nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ móc mắt cô ra. Đừng mở mắt, nàng nhắm mắt lại, vẫn lặng thinh không nói ngón tay ấm áp của đường lệ từ chậm chậm rơi khỏi gò má nàng giống như một tấm thiên la địa võng nhẹ nhàng thu lại Tùy lưới đã không còn nhưng nàng cảm thấy mình vẫn nằm gọn trong tấm lưới ấy đúng lúc này đường lệ từ dịu dàng nói tâm trạng ta xưa nay vẫn không tốt hồi nhỏ ta muốn được tự do nhưng không được tự do chút nào sau đó ta từ bỏ cha mẹ để đổi lấy tự do vô tận nhưng thứ tự do đó dường như đã hủy hoại con người ta Ta muốn có bạn bè, nhưng không ai chịu, cũng không ai dám làm bạn với ta, cho đến khi ta hiểu ra không ai dám làm bạn với ta là vì sự tự do của ta khiến họ sợ hãi, ta cảm thấy rất nực cười, ta từ bỏ thứ tự do nực cười kia, dành lại cha mẹ và bạn bè, nhưng sau khi lấy lại những thứ mình từng mất đi, có phải cô vẫn luôn cảm thấy chúng không còn thuộc về mình? Giống như một giấc mơ vậy, ta thường hoài nghi tình cảm mình giành lại được đều là giả. Nhưng nếu những thứ ít ỏi ta có được là giả, thì còn gì là thật nữa đây? Những gì ta có chưa bao giờ nhiều, nên ta không muốn đánh mất bất cứ thứ gì. Giọng vô cùng trầm thấp dịu dàng, ta cũng tin mình sẽ không đánh mất điều gì, nhưng giờ đã mất thì phải làm sao? Nàng trầm lặng rất lâu, định mở miệng thì bàn tay ấm áp của y lại đưa lên che đi đôi môi nàng, đừng nói gì cả. Thứ gì đã mất đi là mất đi, vĩnh viễn không thể tìm về. Hoặc là người học cách kiên trì chấp nhận sự thật rồi tìm cái mới để thay thế, rồi dùng cả đời nhớ nhung thứ đã mất đi. Hoặc là người trốn tránh không chấp nhận, sau đó tự lừa dối bản thân rằng chưa từng mất. Hoặc là người cứ thế phát điên, thì có thể vĩnh viễn không cần nghĩ đến chuyện mình đã mất hay chưa mất. Ngoài ra, còn có thể làm gì đây? Môi nàng bị y che đi, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đường lệ tư. Y nhắm mắt lại, giữa hàng mi có thứ gì đó run rẩy lấp lánh. Đúng rồi, mất đi, còn có thể khóc mà. Gian phòng chìm vào yên lặng rất lâu. Đường lệ từ mới chạm rãi thu tay về, xin lỗi, ta hơi. Y chống tay lên chán, cõi lòng ta hơi rối loạn. A à thủy khẽ cười, ta cũng không hiểu ban nãy đường công tử nói gì. Không sao đâu. Nàng vỗ vỗ mơ u bàn tay còn lại của Y, đường công tử nắm giữ địa vị quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thế cục giang hồ. Tiêu diệt phong lưu điềm là chuyện khó khăn nhường nào, công tử nhất định phải dồn hết tâm huyết. Công tử nên hiểu rõ trọng trách mình đang gánh vác, tính mạng và tương lai của bao nhiêu cô gái hèn mọn như A Thùy trong trốn giang hồ đều nằm trên vai công tử. Nàng khẽ thở dài, A Thùy cũng có trăm ngàn tâm sự và vô số chuyện lo âu phiền não, nhưng giờ phút này cũng phải lấy chuyện tiêu diệt phong lưu điềm và tinh quỷ cửu tâm hoàn làm trọng. Ừ, đường lệ từ nhắm mắt trong giây lát, rồi lại mỉm cười mở mắt, cô có thể kể tâm sự của cô cho ta nghe không? Bàn nãy tâm trạng y hơi rối loạn, nhưng lúc này thần chí đã hơi thanh tình, tiếng cười này đã có cảm giác vững vàng hơn. Ta, nàng hạ giọng, ta, cuối cùng nàng vẫn không nói ra miệng, đứng lên khẽ mỉm cười, ta phải đi rồi. Đường lệ từ đứng lên đưa tiễn, ánh mắt của y sắc bén cỡ nào, vừa rồi nhìn nàng theo yếm y cũng hiểu ra, e rằng nàng đã mang thai con của liễu nhãn. Một cô gái trẻ tuổi không biết võ công, nhiều lần bị bắt cóc, bị người ta xê ương bảo, sinh ra hai đứa bé không cùng cha, một đứa gửi gắm cho người khác, đứa kia không biết ngày sau sẽ có vận mệnh gì, còn bản thân nàng nằm trong tà giáo, làm nô tỳ, bị người ta nghi ngờ đố kỵ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, gặp phải cảnh ngộ thế này mà nàng vẫn không lựa chọn cái chết. Nàng bước ra ngoài, đã đi rất xa. Thiệu Diên Bình đã thu xếp mọi việc rất ổn thỏa, một kiếm khách đưa nàng đến một thành trấn náo nhiệt gần đó, cho nàng vào trà lâu ngồi uống trà nghe hát rồi mới rời đi. Phong liêu Điềm sẽ tự tìm được nàng, tìm được rồi cũng chỉ cho là Liễu Nhãn bỏ rơi nàng dọc đường rồi nàng đi lạc đến đó thôi. Đường lệ từ đứng tựa cửa, tay đẻ lên ngực, nàng là người phụ nữ có nét duyên ngầm, phong hoa nội liễm, đẹp từ trong xương cốt, không có bất kỳ người đàn ông nào kháng cự lại được. Nhưng thứ động lòng người nhất ở nàng lại không phải là nét duyên ngầm kia. Đúng lúc này, sau cánh cửa chợt vang lên tiếng vút, một lưỡi kiếm xuyên qua cửa, đâm thẳng vào sau lưng đường lệ tư. Keng một tiếng, từ trong bóng tối có một vật bay vút ra đụng vào thanh kiếm, kiếm kia bị hất chạch đi, một tia sáng lóe lên rồi chìm vào bóng đêm, biến mất không còn tung tích. Kiếm hay, ngoài hành lang dài có người hờ hững nói, đáng tiếc. Đường lệ từ vẫn đứng tựa cửa như cũ, sắc mặt không hề thay đổi, đáng tiếc không bằng ngươi. Ngoài hành lang có bóng người phiêu giật nhảy qua lan can, nếu hắn không sợ lộ thân phận, đâm thêm tám kiếm 10 kiếm nữa, biết đâu có một hai kiếm ta không đỡ được. Người này dung mạo bình thường, chính là thẩm lang hồn. Bàn nãy hắn đột ngột rời đi ngay trước bữa tiệc, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây, dường như đã nấp trong bóng tối từ lâu rồi. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên, cười mà như không cười. Nếu hắn hạ quyết tâm muốn giết ta, lần này không thành công thì còn có lần sau. Lần sau nữa, khủ, khủ, luôn có cơ hội. Y ho khủ khụ rồi thông thả rời khỏi cửa, ha ha, người cứu ta một mạng, ta mời ngươi uống rượu. Thẩm lăng hồn cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, cứu ngươi một mạng dễ vậy sao vừa rồi nếu ta không ra tay thì ngươi định giết hắn à chân mày đường lệ từ nhớn lên bật cười như điên ha 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 một phế nhân võ công mất sạch chân khí tiêu tan không lẽ còn giết người được sao thẩm lang hồn không cười nữa bình thản nói nhưng ta nghĩ bao giờ võ công của ngươi mất hết thì lòng dạ ngươi còn độc ác hơn cả chân khí chưa tiêu tan đường lệ từ xoay người cười yếu ớt ha 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 ha, sang đây uống rượu. Chỉ Vân gọi người này là hồ ly tóc trắng, thẩm lang hồn nhìn theo bóng lưng y, một người mang trên mình cả cả yêu khí và cuồng thái, ôn nhã và ác độc, khóe miệng hắn khẽ cong lên, quả đúng là một con hồ ly tóc trắng. Đường lệ từ đi trước dẫn đường, bước qua mấy cánh cửa vào trong phòng. Thẩm lang hồn thoáng ngẩn ra, trước mắt có ống khói chậu nước, bên cạnh là phòng chứa củi, không lẽ đây là nhà bếp? Đường lệ từ bước vào nhà bếp vừa được thu dọn sạch sẽ, lúc này trời đã tối đen, người giúp việc đã đi cả rồi, căn bếp yên tĩnh không một bóng người. Y đi thẳng đến gần cây thớt, cầm con dao còn dính nước lên, ngón tay trắng như tuyết khẽ sở lên sống dao, bỗng bật cười, người muốn ăn gì? Mướp đắng xào trứng gà, thẩm lăng hồn hờ hững đáp. Đường lệ từ rút dao phay lên, băm đều đều lên thớt, mướp đắng xào trứng gà, ớt đỏ xào ớt xanh. Sau một nén hương, trên bàn bếp thiện phong đường đã bày hai đĩa đồ ăn, một đĩa mớp đắng xào trứng gà và một đĩa ớt đỏ xào ớt xanh, màu sắc sặc sữa nóng hồi. Thẩm lăng hồn nhìn hai cái bát bự trên bàn. Ta không biết ngươi uống rượu bằng bát đâu đấy, dùng bát hay chén thì cũng là uống rượu. Đường lệ tự uống một ngụm, sóng mắt khẽ lay động, giống như bất kể ngươi nhâm nhi từng ngụm hay là nốc ào ào thì rượu này vẫn là đồ ăn trộm thôi. Thẩm lăng hồn nghe vậy liền bật cười ha hà, đây chính là rượu ngươi mời khách đấy à. Đường lệ từ ngửa cổ uống một chén rượu, thản nhiên đáp, rượu này do ta trộm, đâu phải ngươi trộm. Thẩm lăng hồn gắp một miếng mớp đắng lên nhai thử, cảm thấy hơi bất ngờ, trứng gà ngon mớp đắng ngon. Đường lệ từ gắp một miếng ớt, mùi ớt cay sộc vào mũi, khụ khụ. Thẩm lăng hồn ngạc nhiên hỏi, ngươi không biết ăn cay. Đường lệ từ gật đầu cười cười, ta biết uống rượu, nhưng không biết ăn cay. Thẩm lăng hồn hỏi, thế sao ngươi còn xào ớt? Đường lệ từ khẽ cười, vì ta vui. Thẩm lăng hồn ăn một miếng ớt, mùi vị rất ngon, tay nghề tốt. Hắn đặt đũa xuống, hớp một ngụm rượu rồi truyền chủ đề. Kẻ kia đổi kiếm rồi, sao ngươi vẫn nhận ra thân phận hắn? Hắn họ dư, đường lệ từ nói, là một cao thủ kiếm thuật lạ mặt, địa vị trong kiếm hội rất cao, còn cố ý mang theo một thanh kiếm nổi danh trên người y mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tuy ta không biết dư khớp phượng có con trai hay không nhưng ít ra cũng không mốc đến nỗi tưởng rằng sau khi dư khớp phượng chết lại không có ai mò đến kiếm chuyện thẩm lang hồn nhồm nhoàm một miệng đầy ớt ý ngươi nói hắn cố ý cầm thanh lạc theo để chứng minh hắn không phải kẻ hành thích ngươi đường lệ từ mỉm cười đây là một trong những lý do hắn mang theo thanh lạc có điều dư phụ nhân là người cốt cách trong sạch, kiến thức không tầm thường, không phải kẻ mù quáng hùa theo số đông, cũng không phải hạng tầm thường, ta đánh giá cao hắn. Thẩm lăng hồn uống cạn một chén, đánh một đòn không trúng là rút đi ngay, quyết tâm giết ngươi có thừa, mà tự tin cũng có thừa. Đường lệ từ cầm đũa gõ nhẹ lên chén rượu, một sát thù giỏi. Thẩm lăng hồn cười nhạt, cạn chén, đường lệ từ nâng chén lên cụng, cạn chén chương 33, chuyện đêm khuya 02. Sau đó hai người uống hết một nửa vò rượu trong nhà bếp của thiện phong đường. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, đầu bếp nấu bữa sáng còn đang ngái ngủ bước vào bếp. Hai người nhìn nhau cười cười rồi thầm lang hồn đỡ khuỷu tay đường lệ từ lao vụt đi. Đến khi đầu bếp tỉnh táo nhìn lại một bàn bừa bộn, rượu mất quá nửa mới ngây người ra. Ơ ờ, ơ, ờ, thiệu tiên sinh, thiệu tiên sinh. Hắn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô có kẻ trộm rượu có kẻ trộm rượu người của kiếm hội trung nguyên xưa nay sống nền nếp quy củ đương nhiên không ai bước vào nhà bếp lại càng không có ai trộm rượu lúc nửa đêm thẩm lang hồn và đường lệ từ cười ha hà trở về phòng chỉ vân đã dậy từ sớm phụng phụng nằm bò ra bàn khóc qua qua. thấy đường lệ từ trở lại thì nín khóc cười tâu hai tay múa may ô ô a à. đường lệ từ bế nó lên cả người y bốc mùi rượu nhưng phụng phụng không sợ, đưa hai tay ra ôm chặt lấy y, hai cây răng vừa mọc trong miệng gặm gặm lên vạt áo y. Sao thế, đường lệ từ mỉm cười, hắn lại chọc giận cưng à. Chỉ vân lạnh lùng nhìn y, vết thương còn chưa khỏi mà ngươi dám uống rượu. Đường lệ từ dịu dàng nói, nếu không được uống rượu thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì? Chỉ vân nổi điên, người sống là để uống rượu à? Đường lệ từ mỉm cười, chuyện lớn đời người có uống rượu ăn thịt, rau cỏ hoa quả. Chỉ vân bị y chọc cho giận tím mặt, thiệu diên bình tìm ngươi đấy, đêm qua hoác gia tam thập lục lộ quyền bị diệt, vẫn là mấy con mụ áo trắng của phong lưu điềm làm. Đường lệ từ đi vào bên trong, đợi ta rửa mặt thay đồ rồi đến ngay. Trong tiền sảnh, mấy người thiệu diên bình, tưởng văn bác, bồ quỷ thánh, thượng quan phi đã đợi sẵn, trên đất là một thi thể máu tươi đầm đìa mặt mấy người này đều hầm hầm giận dữ. Hoác gia tam thập lục lộ quyền cũng coi như thượng thừa trong quyền tông, chỉ tiếc truyền nhân đời sau tài trí không hề xuất sắc. Phong lưu điểm giết cả môn hộ, không biết là vì cớ gì. Thượng quan phi lớn tiếng, chúng ta muốn mau chóng tra ra hang ổ của phong lưu điểm, phá hủy nó ngay lập tức mới là cách giải quyết tốt nhất. Cứ cho là người tìm ra hang ổ của phong lưu điểm đi, chỉ bằng chín mũi tên nát bắn chuột không nổi bắn mèo cũng chẳng xong của ngươi mà đòi phá hủy được chắc. Một ông lão gầy đét trong đám động lạnh nhạt nói, không biết nội tình của đối phương, tùy tiện ra tay nhất định bị bắt bài. Thượng quan phi nổi giận đùng đùng, nhưng đối phương lại là kiếm bì đồng hồ bút, vị trưởng lão tuổi cao nhất và có thời gian tại vị dài nhất trong kiếm hội trung nguyên, là tiền bối không thể đắc tội nên chỉ đành nén giận ngậm miệng. Thiệu Diên Bình cười cười giảng hòa, ha ha chuyện tiêu diệt phong lưu điểm đương nhiên phải thảo luận kỹ càng hơn hại vị đều nói rất có lý muốn biết cứ điểm của phong lưu điểm cũng không phải chuyện khó một giọng nói ôn hòa truyền từ bên ngoài vào mọi người đua nhau quay đầu lại thì thấy đường lệ tư khoác tsm chậm rãi bước tới khí sắc đã tốt hơn nhiều so với hôm qua ánh mắt của thiệu diên bình rất sắc bén liếc qua đã thấy y đi một đôi giày mới trong lòng lại càng lấy làm kỳ lạ người này toàn mặc quần áo chất liệu bình thường, mà lại đi những đôi giày đắt hơn xiêm áo đến hàng chục lần, thế là sao nhỉ? Đường công tử có kế hay gì? Đường nhiên vãn bối không có kế nào hay cả. Đường lệ từ khẽ cười, mà chỉ có một kế rốt nát. Tưởng văn bác nói, nguyện lắng tay nghe. Đường lệ tư chầm chậm lại gần chiếc bàn trong sảnh, ngón tay khẽ động, một vật trượt vào lòng bàn tay y. Ở đây có vô số cao thủ chăm chú quan sát nhưng không ai nhìn rõ động tác của y. Chỉ thấy y dùng vật kia vẽ một chấm tròn lên bàn. Đây là núi Hảo Vân. Đường lệ từ vẽ xong chấm tròn kia, tưởng văn bác mới nhận ra đó là một thanh mực nhỏ. Chất mực mềm mại nhẵn nhụi nên có thể tùy ý vẽ vời trên mặt bàn bóng loáng. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy hổ thẹn, đường lệ từ ra tay vô cùng nhanh, trên đời hiếm thấy. Quả nhiên là cao thủ từng đánh bại chủ nhân Phong Lưu Điềm. Y nói tiếp, những môn phái bị diệt gần đây một là Hoắc gia bị diệt đêm qua, hai là Khánh gia trại, ba là Song Kiều Sơn Trang. Cao thủ Võ Lâm bị hại tổng cộng hai người, một là Thanh Hồng Thần kiếm Thương Vân Kỳ, hai là Văn Phong Cuồng Lộc Tây môn Bôn. Đường Lệ từ chấm một điểm ở phía đông núi Hảo Vân, Hoắc gia ở đây, lại chấm một điểm ở phía nam núi Hảo Vân, Khánh gia trại ở chỗ này song Kiều Sơn Trang ở đó, mà Thương Vân Kỳ lại ở dãy Vân Uyên, cách núi Hảo Vân chỉ khoảng 50 dặm. Tuy Tây Môn Bôn không ở gần đây, nhưng hắn chạy đến từ phương Bắc, chết bên ngoài núi Hảo Vân khoảng 10 dặm. Dựa theo lộ trình của hắn, nếu chết muộn hơn nửa canh giờ thì hắn đã đến núi Hảo Vân rồi. Ý người muốn nói, phong lưu điềm diệt cả môn phái nhà họ hoàn toàn không phải lạm sát người vô tội, mà là muốn nhắm vào núi Hảo Vân. Thành ôn bào lạnh lùng hỏi căn cứ vào đâu? Đường lệ từ hòa nhã nói căn cứ vào những môn phái hoặc hiệp khách này đều ở trong vòng một trăm dặm quanh núi Hảo Vân, mà khoảng cách trăm dặm đối với người trong võ lâm thì chỉ mất một ngày đêm là đến nơi rồi. Thành ôn bào lạnh lùng hỏi một ngày đêm thì sao? Đường lệ từ thông thả đáp một ngày đêm chính là thời gian mà Phong Lưu Điềm dự định tiêu diệt Thiện Phong đường núi Hảo Vân, muốn tiêu diệt núi Hảo Vân chúng đương nhiên phải loại trừ vây cánh của thiện phong đường, diệt viện binh trước. Đến khi phong lưu điểm xuất binh tấn công, núi Hảo Vân sẽ bơ vơ không người cứu viện trong suốt một ngày đêm. Nếu lực lượng phong lưu điểm thật sự hùng hậu, đánh bại thiện phong đường thì thế cục giang hồ đã được định đoạt. Mọi người chố mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Tưởng Văn Bác nói, thì ra là vậy, trăm phương ngàn kế của phong lưu điềm đều nhằm vào kiếm hội chúng ta. Thượng quan phi cười nhạt, ta không tin phong lưu điềm có thực lực cỡ này, chúng làm gì được kiếm hội chứ? Thiệu Diên Bình lại nói, nếu phong lưu điềm chỉ nhắm vào kiếm hội, thì sẽ có bên thứ ba được lợi sau chuyện này. Đường lệ từ mỉm cười ôn hòa, nếu phong lưu điềm không chắc chắn ép được bích lạc cung ra khỏi thế cục này, thì nhất định không dám tùy tiện động vào núi Hảo Vân. Còn nếu chúng thật sự tìm đến đây, thì nhất định đã có cách đối phó với Bích Lạc Cung rồi. Bằng không sau trận chiến này, Phong Lưu Điềm chịu tổn hại nặng nề, Bích Lạc Cung ắt sẽ đánh đòn phủ đầu, nó việc gì phải mua dây buộc mình như thế. Thành ôn bào lạnh lùng nói, ép Bích Lạc Cung đứng ngoài thế cục, nói thì dễ là mới khó. Đường lệ từ thong thả vẽ một vòng tròn bao quanh những chấm tròn kia, vậy phải xem trong ván cờ này, huyền úc nguyệt đán rốt cuộc sẽ tính toán ra sao hắn sẽ tránh hay là không tránh. Tránh hay là không tránh? Thành Ôn bào nhàn nhạt hỏi, nghĩa là sao? Đường Lệ từ liếc sang hướng khác, đưa tay bưng chén trà trên bàn lên. Đó là trà của Thiệu Diên Bình, nhưng y bưng rất tự nhiên, tránh, tức là Bích Lạc cung có lòng muốn xưng vương một mình, Huyền Úc Nguyệt Đán muốn kiếm hội Trung Nguyên mất trước rồi mới diệt Phong Lưu Điềm. Hắn sẽ hợp tác với Phong Lưu Điềm Ngầm để yên cho phong lưu điểm đánh lên núi Hảo Vân rồi lặng lẽ chờ đợi kết quả trận chiến này. Thiệu Diên Bình gật đầu, nhưng nếu huyền Úc Nguyệt Đán tính toán như vậy thì có phần mạo hiểm. Đường lệ từ khẽ cười, bất kỳ ván cược nào cũng có rủi ro. Nếu lựa chọn như vậy thì huyền Úc Nguyệt Đán phải nắm chắc hai điều. Một, phong lưu điểm nhất định sẽ thắng trong trận chiến với kiếm hội Trung Nguyên. Hai, huyết lạc cung có thực lực đánh bại phong lưu điểm chỉ với một lần hành động mọi người suy tính trong lòng đều gật đầu đồng ý nếu trận này kiếm hội trung nguyên thắng mà bích lạc cung lại chọn cách ngấm ngầm để yên thì chính là trở thành kẻ địch của kiếm hội con đường xưng vương của huyền úc nguyệt đán sẽ vô cùng bất lợi vậy nếu hắn không tránh thì sao thiệu diên bình lắng nghe từng lời đường lệ từ nói ngày càng cảm thấy người này thú vị nếu hắn không tránh chẳng phải sẽ đối đầu với phong lưu điềm trước sao uyển úc nguyệt đán luôn nhắm đến kế sách vẹn toàn chỉ e không chịu làm vật hy sinh như thế đường lệ từ bưng chén trà của hắn lên giờ lại đặt xuống nếu hắn không tránh thì ắt phải tin tưởng giữa kiếm hội và hắn có sự ăn ý hiểu ngầm nhưng xem tình hình trước mắt thì không có ánh mắt y nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thiệu diên bình trong lòng thiệu diên bình không khỏi nảy sinh mấy phần xấu hổ hắn là túi khôn của kiếm hội thế mà không nhìn ra điểm mấu chốt của ván cờ này ý đường công tử là nếu kiếm hội có thể báo cho uyển úc nguyệt đán biết kiếm hội đã nắm được điểm mấu chốt này có lòng muốn hợp tác may ra đường lệ từ nhàn nhạt mỉm cười với hắn may ra như thế nào thiệu diên bình nói may ra hắn sẽ giữ chân phong lưu điểm một khoảng thời gian đường lệ từ đưa tay ra xóa bức vẽ trên bàn nếu ta là uyển úc nguyệt đán thì ta tuyệt đối sẽ không vì hai chữ may ra mà chịu hy sinh thiệu diên bình mồm miệng đắng ngắt Vậy, Đường Lệ Từ xóa bức hình đi, xoay người sang hướng khác, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trừ Phi kiếm hội Trung Nguyên đánh đòn phủ đầu trước khi Phong Lưu Điềm có hành động, để cho kế sách xa thân gần đánh của Phong Lưu Điềm hỏng bét, bằng không Bích Lạc cung tuyệt đối sẽ không chịu hy sinh để kiềm chế thực lực của Phong Lưu Điềm. Mọi người rơi vào trầm tư, Thành Ôn Bào thở dài, phải làm sao để phá vỡ thế cục này? Đường Lệ Từ chưa vội trả lời câu hỏi của hắn. Mà phóng tầm mắt nhìn về phương xa, khẽ mỉm cười, muốn Bích Lạc cung giữ chân Phong Lưu Điềm, chỉ hoãn thời đi 3 mét Phong Lưu Điềm làm loạn, thì kiếm hội nhất định phải thắng trong trận chiến tranh giành thời cơ, không còn đường lui nữa rồi. Y thoáng dừng lại một chút, không nhìn thành ôn bào, muốn phá vỡ thế cục thì kiếm hội không nhất thiết phải dồn hết sức lực đi phá. Sau khi bị nhìn thấu âm mưu, người đánh cờ đương nhiên sẽ thay đổi thế cục, chuyện này cũng không khó. Bồ quỷ thánh vẫn tập trung lắng nghe, lúc này mới bất ngờ lên tiếng. Chỉ cần kiếm hội ngăn cản được lần đánh úp kế tiếp của chúng, phong lưu điềm sẽ biết ngay quỷ kế của chúng đã bị bắt bài. Sau đó chúng sẽ lập tức làm loạn, hoặc là đổi thế cục khác. Đường lệ từ gật đầu, quanh núi Hảo Vân còn có hai môn phái võ lâm, kiếm hội có thể phái người đi dò xét tình hình. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi khá đấy. Thượng quan phi ngắm nghía đường lệ từ mấy lượt từ đầu xuống chân, Tuy hơi kỳ quái nhưng không mốc chút nào. Có điều nếu ta nhớ không lầm thì ban nãy ngươi vừa bước vào cửa đã nói muốn biết cư điểm của phong lưu điểm không khó. Nếu tiểu tử ngươi chỉ dùng suy đoán mà tìm ra hang ổ của phong lưu điểm thì ta bái phục. Đường lệ từ lại chậm rãi bưng chén trà của thượng quan phi lên, hé mở nắp chén, liếc vào bên trong. Nếu phong lưu điểm đã muốn diệt thiện phong đường núi Hảo Vân trong vòng một ngày đêm thì cư điểm của nó đương nhiên rất gần núi Hảo Vân. Mọi người thoáng dùng mình, tưởng văn bắc hoảng hốt, chúng ở gần đây sao? Đường lệ từ đặt chén trà xuống, xung quanh núi Hảo Vân, nơi nào có ao hồ khe suối, có thể cung cấp nước ngọt. Thiệu Diên Bình đáp, tổng cộng có 9 nơi, Vân Nhàn Cốc, núi Nhạn Quy, bờ sông Song Kỳ, giếng Vị Long, Đài Điểm Tinh, Bồ Sơn, Nguyên Sơn, rừng Tị Phong và thác nước Tiên Kỳ. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, vậy chính là rừng Tị Phong rồi mọi người chố mắt nhìn nhau thượng quan phi hoàng hốt hỏi sao ngươi dám chắc là rừng tị phong đường lệ từ mỉm cười nhìn hắn như tiền bối nói chỉ là suy đoán thôi thiệu diên bình lại nói đúng là gần đây có những nhân vật thần bí ra vào rừng tị phong tuy chỉ là số ít nhưng võ công cực cao có lần dư phụ nhân dư hiền điệt theo dõi một người đến bìa rừng thì mất dấu ta cũng đang bắt tay vào điều tra bồ quỳ thánh hừ một tiếng rất rõ lão phu nguyện ý đi thăm dò rừng tị phong ta thấy chuyện này vẫn cần điều tra thêm cho rõ thiệu diên bình trầm ngâm tối nay hắn đưa mắt nhìn về phía đường lệ từ vốn định điều người rồi lại nghĩ mình nên hỏi qua ý kiến thì sẽ thỏa đáng hơn tối nay chẳng biết đường công tử có dự định gì không đường lệ từ đặt thanh mực kia lên bàn khẽ cười tại điều binh khiển tướng của thiệu tiên sinh vượt xa so với ta việc điều tra tối nay nếu tiên sinh có lệnh thì đường lệ từ nhất định không từ chối. Thiệu Diên Bình có hơi kinh sợ, ái giả chụp cây mụ rõ to lên đầu mình, thế thì tối nay để Dư Hiền Điệt và tưởng tiên sinh đi với nhau là được rồi, không cần mọi người phải vất vả. Đường lệ từ gật đầu, Dư Công Tử thân thủ bất phàm, là người lanh lợi, quả là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Y thoáng ngưng lại rồi nói, thương tích của ta vẫn chưa lành, giờ phải về phòng nghỉ ngơi, nếu các vị có việc thì mời đến phòng ta nói chuyện thành ôn bào lạnh lùng nhìn y miệng mấp máy như muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra trong đầu thiệu diên bình nảy sinh muôn vàn ý nghĩ hắn chỉ cười một cái với đường lệ từ mọi người nhao nhao mời y đi nghỉ cho nhanh hồi phục đường lệ từ chậm rãi rời đi bước chân vững vàng thành mực ngưng chi này giá trị có vẻ không nhỏ đâu thiệu diên bình nhìn thanh mực y để lại trên bàn thở dài, vị này đúng là phung phí. Bồ quỷ thánh nói, có bao nhiêu tiền cũng là việc của y, người càng lắm tiền chỉ e càng khó hầu hạ. Thượng quan phi lại nói, ta thấy đứa bé này rất thuận mắt, so với bạch phát, thiên nhãn thì y lanh lợi xảo quyệt hơn nhiều, còn biết kính trọng người già và hiền tài. Thiệu Diên Bình không nhịn nổi mà cười to, ha ha ha, kính trọng người già và hiền tài, làm cho ngươi nở mày nở mặt, rồi lại để ngươi hiểu rõ trong thâm tâm y không hề xem trọng ngươi quả nhiên không biết phải cảm thụ thế nào thành ôn bào nãy giờ vẫn lạnh lùng lúc này bỗng hơi cong khóe miệng dường như vừa mỉm cười thiệu diên bình lấy làm lạ người này mà cũng biết cười sao đúng là mặt trời mọc đằng tây mà chuyện tối nay ta muốn đi tìm dư hiền điệt để bàn bạc tưởng văn bác chắp tay rời đi ta đi trước đây những người khác ở lại trong sành tiếp tục bàn bạc rất nhiều chuyện vụn vặt khác. chương 34, chuyện đêm khuya 03. Cây cối xanh tươi, nước chảy dốc rách. Sâu trong rừng rậm có một căn nhà gỗ nhỏ, một cô gái áo xanh xóa tóc trên vai, lẳng lặng ngồi bên bờ suối giặt quần áo. Nước bắn tung tóe dưới tia nắng mờ phản quang lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Xa xa trong làn nước, có chú cá vẫy đuôi nhảy lên rồi lại lần vào dòng suối một con chim đen trắng đậu xuống bên cạnh nàng rồi lại đập cánh bay đi mất, cảnh vật tĩnh lặng yên bình. Có tiếng tiêu vang vẳng vọng lại từ trong rừng, làn điệu u oán thê lương, tràn đầy tâm tình phức tạp du dương. Thổi được một nửa, người thổi hạ cây tiêu trúc xuống, khẽ thở dài một hơi, ngươi, vậy mà ngươi vẫn vui vẻ nhỉ. Cô gái giặt quần áo ngừng tay, tiểu hồng, cô nghĩ ngợi quá nhiều, cuộc sống sẽ buồn phiền lắm đấy những chuyện cầu không được mong không tới cái gì thuộc về cô sẽ là của cô không thuộc về cô thì có đau lòng hơn nữa cũng chẳng để làm gì hồng cô nương thổi tiêu trong rừng trầm chậm, chậm đứng lên cô được sủng ái thì làm sao hiểu được tâm tư người khác đến một ngày cô bị ngài ấy vứt bỏ thì mới hiểu cảm giác đó là như thế nào cô gái giặt quần áo là a thùy nghe vậy cười khẽ mọi người chỉ thấy muôn vàn điều tốt ở hắn còn ta nàng hơi dừng lại rồi lắc đầu trong lòng ta ánh mắt hồng cô nương thoáng lay động trong lòng cô có người khác sao a à, thủy nhìn vào dòng suối khẽ thở dài đó là chuyện từ lâu lắm rồi giờ nhắc lại cũng vô dụng hồng cô nương hỏi người trong lòng cô là ai lẽ nào tôn chủ không sánh bằng hắn a à, thủy ngâm quần áo vào trong nước ngón tay trắng như tuyết ngâm dưới nước trong trẻo như ngọc trên ngón áp út tay phải dường như có một vết cắt cực nhỏ dưới làn nước bỗng trở nên rõ ràng hút mắt, huynh ấy. Không phải đường lệ tư, hồng cô nương thoáng ngạc nhiên, A Thủy đúng là đã nói toạc ra nỗi ngờ vực trong lòng nàng, ta cũng không bảo kẻ ấy là đường lệ tư, hắn là ai. A Thủy chậm chậm nhấc xiêm áo lên vắt khô, huynh ấy chẳng qua là một đầu bếp. Ánh mắt hồng cô nương lóe sáng, đầu bếp, đầu bếp ở đâu, A Thủy khẽ cười, một đầu bếp tay nghề dở tệ có điều tuy ta hay đến đó để ngắm nhìn huynh ấy nhưng huynh ấy lại không biết ta hồng cô nương nhíu mày hắn không biết cô sao a thủy gật đầu bỏ xiêm áo đã vắt khô vào giò trúc đứng lên đương nhiên huynh ấy không biết ta trong trong mắt huynh ấy chỉ có con rùa đen huynh ấy nuôi mà thôi hồng cô nương ngạc nhiên rùa đen a thủy cười khúc khích hồng cô nương quen biết nàng đã gần một năm nhưng đây là lần đầu thấy nàng cười vui vẻ đến vậy Nàng kể, huynh ấy nuôi một con rùa đen lớn lắm, lúc rảnh rỗi thì ngắm rùa đen, rùa bò đến đâu huynh ấy theo đến đó, cả ngày chỉ nói chuyện với nó thôi. Có lúc còn ngồi lên rùa đen, nó bò khắp nơi, cõng huynh ấy lội xuống nước huynh ấy cũng mặc kệ, chơi vui vẻ lắm. Hồng cô nương ngạc nhiên, nhất thời cảm thấy hơi khinh thường, cô, cô thích người như vậy à? Trong suy nghĩ của nàng, A Thủy có nét duyên ngầm, phong hoa nội liễm là mỹ nhân trăm năm hiếm gặp, hách văn hầu bỏ rơi cả vợ con vì nàng, cuối cùng vì nàng mà chết. Liễu nhán khinh cuồng piết ong đãng nắm quyền sinh sát trong phong lưu điềm mà vẫn khổ sở vì nàng. Còn đường lệ từ bắt giữ A Thùy ở mẫu đơn lâu, mời nàng uống rượu một đêm, dường như cũng có chút mập mờ. Một cô gái như vậy mà người đàn ông nàng vương vấn trong lòng lại là một đầu bếp nuôi rùa đen. Thật không tưởng tượng nổi, ừ có những người khi cô nhìn hắn thì chỉ có thể lo lắng buồn phiền cho hắn dù cô có làm tất cả mọi chuyện thì cũng không thể bảo vệ hắn bình an chu toàn tôn chủ và đường công tử đều là người như vậy a à, thủy hòa nhã nói võ công của họ đều rất cao cường đầu óc lại thông minh tay cầm quyền thế xuất chúng phi thường có điều họ sẽ chỉ làm cô lo lắng không thôi lo xong lại càng lo hơn nữa mãi cho đến khi hoang mang không thể chịu nổi bởi vì cô không thể biết hôm nay ngày mai ngày kia người như họ sẽ làm ra những chuyện gì sẽ gặp phải nguy hiểm gì sẽ đưa bao nhiêu người vào nguy hiểm nàng thở dài thăm thẳm yêu người như vậy chẳng phải rất mệt mỏi hơn nữa vĩnh viễn không có ngày nào vui vẻ sao hồng cô nương khẽ cười nếu không phải người như vậy thì đâu đáng để yêu a à, thùy nhấc giỏ lên nhưng huynh ấy thì không như vậy khi nhìn huynh ấy ta cảm thấy mọi thứ đều hết sức giản đơn, cõi lòng rất yên bình, làm người ta vui vẻ. Nàng sách giỏ chậm rãi tiến vào rừng sâu. Hồng cô nương nhặt một cục đá nhỏ ném vào trong nước. Nàng luôn hận bản thân không có nét duyên ngầm trời sinh như A Thùy, nhưng lúc này lại hơi coi thường nàng. Một đầu bếp nuôi rùa đen, vậy thì có gì hay? Vừa bẩn vừa mốc, nghe nói ngày mai cô phải đi à? A Thùy chấp rừng cây bất ngờ hỏi. Ừ, Hồng cô nương nhàn nhạt đáp, huyền úc nguyệt đán của Bích Lạc Cung, cũng là một nam nhân khiến người ta mong đợi, đáng để gặp một lần. A à Thủy khẽ thở dài, ta cảm thấy, nàng không nói tiếp, thoáng ngừng lại, cô phải cẩn thận một chút. Hồng cô nương mỉm cười yêu kiều, ngươi định nói phủ thúy sai ta đi đối phó với huyền úc nguyệt đán là không có ý tốt sao? Ta hiểu, nhưng chính vì gã đánh cược ta sẽ chết trong tay huyền úc nguyệt đán, nên ta càng phải đi càng không được chết Ta, ta đâu phải hạng người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người nên bảo trọng vì tôn chủ. Tuy hắn không giỏi bày tỏ nhưng trong lòng luôn coi trọng ngươi. A à, Thùy hoài nhã nói, sau đó chậm rãi rời đi. Hồng cô nương ngồi một mình bên dòng suối. Không lâu sau cũng lững thững đi vào trong rừng, bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ. Một người nấp sau gốc cây thấy thế thì lặng lẽ tiến lên một bước, bám theo sau Hồng cô nương dẫm lên vết chân của nàng, lẳng lặng theo đến sau nhà, đi đến sát bên cửa sổ, chỉ thấy hồng cô nương bước vào trong phòng rồi chớp mắt đã không còn dấu vết. Bàn ghế trong căn nhà gỗ giống hệt những căn nhà bình thường khác, chỉ khác là trống trơn không người, dường như tất cả những ai bước vào đó đều tan biến vào hư vô. Trong căn nhà này chắc chắn có lối đi, đương nhiên có cả cạm bẫy. Người thám thính bên ngoài lặng lẽ lui ra, không bước vào rừng cây nữa mà chọn quay về mới chạy được vài chục trượng thì thấy cách đó không xa có người đứng chống kiếm chặn đường hắn liền khựng lại ngươi là con trai dư khắp phượng à kẻ chống kiếm cản đường kia khàn khàn hói bóng lưng vừa cao vừa rộng bờ vai vững chãi bàn tay cầm kiếm chẳng chịt vết sẹo thấy mà giật mình trông vô cùng đáng sợ người thám thính chấn động ngươi ngươi kẻ cản đường xoay người lại chỉ thấy mặt hắn đầy vết thương mắt trái đã mù dùng mạo hỏng hết trên cổ có một vết thương đen thùi lùi. Miệng người kia ngậm chặt, tiếng nói chuyện phát ra từ vết thương ở cổ, thanh âm khàn khàn không rõ, Dư Khấp Phượng cả đời không lấy vợ, sao lại có con trai như ngươi? Người thám thính âm thầm kia mặc áo xanh đeo kiếm, chính là Dư phụ nhân. Thấy kiếm khách vết thương chồng chất trước mặt, hắn lại run rẩy không ngừng, "Ông, ông chưa chết." Ha ha, Dư Khấp Phượng tung hoành giang hồ mấy chục năm, không lẽ lại chết vì mớ thuốc nổ quen. Rốt cuộc ngươi là ai? Dư phụ nhân nhìn kiếm khách đầy sẹo kia không chớp mắt, ta, ta, rốt cuộc ông là ai? Người kia ồm ồm nói, nếu không thấy ngươi có nét giống ta hồi trẻ, đêm qua lại còn đánh lén đường lệ tự ở núi Hảo Vân, dư mỗ chắc chắn sẽ không gặp ngươi. Ta là ai hả? Ha ha ha, hắn vung kiếm, một âm thanh long trời lở đất vang lên, cây cối lay động lá cỏ bay tán loạn mặt đất trước mắt dư phụ nhân nứt ra bốn vết kiếm giao nhau, kiếm nào cũng sâu hai tấc ba phân, không thừa không thiếu chút nào. Đợi đến khi hắn thu kiếm lại thì một tiếng lục cộp giòn giã vang lên, đất trước mặt dư phụ nhân sụt xuống ba phân, tạo thành một hố sâu cỡ miệng bát. Kiếm này nếu chém lên người, thì luồng ám kình thứ hai dù chỉ sâu ba phân cũng đủ chân vỡ lục phù ngũ tạng người ta. Thiên hành nhật nguyệt, dư phụ nhân lẩm bẩm ông, ông thật sự là dư dư nói đến đây hắn bỗng hoảng sợ các người cài gián điệp vào núi hảo vân nếu không dư khớp phượng làm sao biết đêm qua hắn đánh lén đường lệ tư chuyện kia cực kỳ bí mật ngoại trừ ba người ở hiện trường ra thì rất ít ai biết là kẻ nào tiết lộ bí mật ngươi là con ai kiếm khách mặt sẹo thi triển thiên hành nhật nguyệt khàn khàn hỏi ngươi có biết khương tư ỷ không dư phụ nhân loạng choạng lùi về sau hai bước Khương Tư ỉ ông mà còn nhớ bà ấy sao? Bà ấy là mẹ ta. Kiếm khách đầy sẹo này thật sự là dư khấp phượng sao? Dư phụ nhân khôn khéo tỉnh táo như vậy mà lúc này tâm trạng cũng dối bời. Ông đúng là dư khấp phượng. Nàng là mẹ ngươi, vết thương trên cổ dư khấp phượng đột nhiên bộc phát ra một trận ho kịch liệt. Khụ khụ khụ, vậy ngươi là con trai ta, tư ỉ bây giờ có khỏe không? Hắn vừa ho khan vừa nói chuyện, Máu và nước bọt không ngừng tuôn ra từ lỗ thùng ở cổ họng, mắt trái co giật không ngừng, bộ dạng thảm thương đáng sợ, không còn tìm thấy bóng dáng uy phong lẫm liệt muôn người hưởng ứng của kiếm vương đâu nữa. Bà ấy, bà ấy từng đến kiếm trang tìm ông nhưng lại bị đầy tớ nhà ông đuổi ra khỏi cửa. Dư phụ nhân gần từng chữ, ông định nói là ông không biết chuyện này phải không? Khụ khụ khủ, đúng là ta không biết chuyện này, từ ý nàng ấy bây giờ ra sao rồi? Dư khớp phượng nói, ta ân hận vì năm đó không thể lấy nàng làm vợ, cho nên đã thề cả đời này không lập gia đình. Bây giờ nàng ở đâu? Bà ấy mất rồi, Dư phủ uân đáp, may mà bà ấy mất sớm, tránh được một đời một kiếp bị ông lừa gạt, ngày đêm vẫn nghĩ, vẫn nghĩ ông là người tốt. Nói xong câu cuối cùng, giọng hắn đã không nhịn được mà phát run, vì sao ông phải uống cấm dược? Vì sao phải làm chó săn cho phong lưu điềm? Ông, ông là kiếm vương của kiếm hội Trung Nguyên, vinh hiền dạng dỡ, người người khâm phục ngưỡng mộ, vì sao lại tự hủy hoại danh tiếng. Ông có biết tuy ông là kẻ bội tình bạc nghĩa, nhưng vẫn luôn là anh hùng trong lòng ta. Ha ha, chuyện trong giang hồ đâu có đơn giản như đám tiểu bối nhà ngươi nghĩ, dư khấp phượng bật cười lạnh lùng, muốn làm anh hùng đương nhiên phải trả giá. Tiểu tử, đường lệ từ ném hỏa dược nổ tung kiếm đường của ta, hại ta thê thảm thế này, người cũng thấy rồi đấy. Người cũng nhìn thấy rồi phải không? Tùy trông hắn hết sức thê thảm, nhưng cầm kiếm trên tay vẫn có uy thế lẫm liệt khác hẳn người thường. Anh hùng đương nhiên phải dựa vào ba thức kiếm dẹp chuyện bất bình, dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Cho dù là võ công hạng bét, nhưng làm người quang minh chính đại, trừ gian diệt ác lẽ nào không phải anh hùng. Dư phụ nhân nghiến răng, ông cần gì phải cấu kết với phong lưu điềm làm những chuyện bị ổi kia người trong thiên hạ đều biết ta thua dưới tay tên tiểu tử thi đình hạc, nhưng không biết hắn vốn là một tên lừa gạt âm hiểm xảo trá. Sao ta lại có thể mang danh chiến bại vì hạng người này? Ai cũng cho rằng ta không bằng tiểu tử kia, đúng là chuyện cười của năm. Không bằm xác hắn ra làm trăm mảnh thì không tiêu được mối hận trong lòng ta. Dư khớp phượng lạnh lùng nói, nếu tiểu tử chỉ vân không ra tay trước thì hắn làm sao chết nhẹ nhàng như thế được ông cố ý nhập bọn với phong lưu điềm là vọng tưởng đến một ngày mình có thể xưng bá giang hồ. Dư phụ nhân nghe hắn nói một chàng, trong lòng thất vọng và nguội lạnh đến cực điểm, thắng thua thật sự quan trọng đến thế sao? Trong lòng ông căn bản không hề có mẹ ta, nhóc con, mặc kệ người có tin hay không, cả đời dư khớp phượng này chỉ có một người phụ nữ là Khương Tư Y. Dư khớp phượng lạnh lùng nói, dỗ tướng mạo nàng xấu xí, dỗ nàng què tay cụt chân, người đầy mụn nhọt thì nàng vẫn là người con gái tốt đẹp nhất trong lòng ta. Hắn ngưng lại một lát, giờ tự ý chết rồi, ta bị đường lệ từ hại thanh dáng vẻ này, mắt trái mù lòa, người đầy vết thương, chỉ có tên họ liễu của phong lưu điềm không chê ta, còn nhọc công chữa thương cho ta thì mới có cha ngươi ngày hôm nay. Khi dư khớp phượng dạng dỡ hơn người, ngươi còn không nhận cha, bây giờ xa suốt tàn phế, thanh danh mất hết, chắc là ngươi càng không muốn nhận. Dư phụ nhân trầm chậm, chậm thở dài, ha ha, người đời tham giàu chê nghèo, ta lại tham nghèo chê giàu. Khi tên tuổi ông vang danh thiên hạ ta đã không nhận, giờ đây ông chán nản xa sút, lầm đường lạc lối, nếu ta không nhận khác nào bỏ mặc ông. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, rút thanh lạc ra, 18 năm học kiếm của ta chính là để lúc này đánh bại ông, đánh bại ông vì muốn tốt cho ông, cũng vì ta nhận ông là cha ánh mắt dư khấp phượng chớp động, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi, trong đầu hắn xoay vòng trăm ngàn ý nghĩ, dây trước muốn đánh chết đứa con trai từ trên trời rơi xuống này, dây sau đã muốn giữ nó ở lại bên mình, dây sau nữa lại nghĩ đứa con ngu mốc này là vật cản trên đường xưng bá của hắn, bất ngờ nói, liễu nhãn của phong lưu điềm có ơn cứu mạng với ta, đường lệ từ là kẻ thù không đội trời chung với liễu nhãn. Nếu ngươi thật sự giết đường lệ từ thì thứ nhất là báo thù cho ta, thứ hai là giúp ta trả ân huệ cho liễu nhãn biết đâu lúc đó dư khớp phượng sẽ nản lòng thoái trí theo ngươi quy ẩn hắn khinh thường liếc nhìn kiếm của dư phụ nhân lúc này tiểu tử ngươi không phải đối thủ của ta thu kiếm lại đi đợi ngươi giết đường lệ từ thì sẽ gặp được ta dư phụ nhân quát lên đứng lại quay về với ta tiếng quát của hắn chấn động cả ngọn cây làm lá cây rơi rụng lả tả dư khớp phượng cười ha hà trường kiếm xoay một cái, một chiêu thiên hành nhật nguyệt bổ thẳng vào ngực dư phụ nhân. Dư phụ nhân vội vàng đưa thanh lạc lên đỡ, chỉ nghe một loạt tiếng kim loại va nhau, bốn đạo kiếm khí vụt qua người hắn, trên đất lần lượt xuất hiện bốn vệt kiếm sâu hai tấc ba phân. Kiếm này chỉ là hư chiêu, chỉ còn nghe tiếng dư khấp phượng cười ha hà như điên rồi nghênh ngang đi mất. Tay dư phụ nhân cầm thanh lạc ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn không ăn nổi dù chỉ là một hư chiêu của dư Khớp phương. Công lực của dư Khớp phượng vốn đã mạnh, sau khi uống cấm dược lại càng dũng mãnh vô song, nếu không có công lực này thì hắn làm sao may mắn sống sót dưới sức công phá của thuốc nổ. Hắn còn đang kinh ngạc thì xung quanh chợt có những bóng trắng bay lượn, chừng 10 người vây quanh hắn, áo trắng bay bay, đều là những cô gái trẻ tuổi che mặt bằng lụa trắng. Dư phụ nhân ngửi được một mùi hương thoang thoảng, xa xa có người quát lên, để hắn đi, mười mấy bóng trắng vung tay vẩy cho bột màu xám ra rồi bồng bềnh lướt đi mất. Dư phụ nhân vội bế khí lùi xa, trong lòng dối như tơ vò. Giết đường lệ từ thì dư khấp phượng sẽ theo hắn đi quy ẩn thật sao? Nếu đường lệ từ chết thì còn ai có thể tiêu diệt phong lưu điềm? Nhưng đường lệ từ hại dư khấp phượng vết thương chẳng chịt, mắt trái bị mù, ép dư khấp phượng tiến thêm một bước trên con đường không lối về. Thù này, sao có thể không báo? Mùi hương thoang thoảng không ngừng chui vào trong mũi, dư phụ nhân ngơ ngẩn như mất mát điều gì, chậm rãi trở về núi Hảo Vân. Hắn không nhận ra trên áo mình dính một chút cho bột màu xám, đang theo gió lặng lẽ bám vào da thịt, bay vào trong mũi hắn. Đó là bột hoa vong trần, loại hoa nhiếp hồn mê thần. Dư Hiền Điệt, lão phu đang tìm ngươi, vừa bước vào thiện phong đường. Tưởng Văn Bác đã lao đến trước mặt hắn vui vẻ cười nói, "Tối nay ta và ngươi cùng đi thăm dò rừng Tị Phong." "Ừm." Dư phụ nhân đáp một tiếng, tay cầm thanh lạc lướt qua hắn bước thẳng vào trong sân. "Ừm." Trong lòng Tưởng Văn Bác lấy làm khó hiểu, kiếm của Dư phụ nhân không trở về vỏ, chẳng lẽ vừa rồi mới giao chiến cùng ai? Rốt cuộc hắn giao chiến với ai mà trở nên mất hồn mất vía như thế? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn